Dạ cha, sáng con ăn xôi mặn đi cha. Ngon quá cha. Dạ cha, con lấy con thịt nướng đó cha. Trời ơi, thịt nướng con nướng ngon quá trời. Ngon. Còn một dĩa. Ngon quá cho. Cha, sáng ăn bánh mì đi cha. Mì ngon quá trời. Mì ngon cho. Hello, xin chào các bạn nghe. Sáng nay mình ra giường các bạn ơi. Sáng ra giường thấy không khí nó yên bình quá các bạn ơi. Để mình kêu thử một tiếng rồi có ai trả lời không nghe các bạn. Có ai không? Chạy các bạn ơi, chạy lẹ. Các bạn ơi, sáng nay mình ăn nhẹ nghe các bạn. Cha, sáng nay con ăn nhẹ cái nghe cha. Ăn nhẹ thôi. Vịt nướng hay cha? Vịt nướng ngon. Dạ cha, chưa lạc miệng con ăn dưa hấu rồi cha. Dưa hấu ngon quá trời. Ngon quá trời.